với toàn thể cộng đoàn. Trước tiên, Chúa Giêsu dùng ý định tăng thân. Chúa Giêsu dùng ý định thân tại bàn thánh quá hai con. Giờ đây, chính người cũng dòng tay chúc phúc và dùng một ý định đặc biệt làm cho mối tình của hai con được cao đẹp vững bền, giúp hai con về những ý định chung và đảm nhận những trách nhiệm khác của cuộc đời cơ bản. Bởi đó, trước mặt hội thánh sẽ hỏi hai con. Pedro chẳng quan trọng Maria đến đây lên tre. Hai con sắp kết hôn với nhau. Hai con đã thực sự tự do hay là bị ép buộc? Một khi đã là con, hai con đã sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời con. Hai con đã sẵn sàng nuôi nấng người con gái Chúa ban và giới thiệu chúng ta luận Chúa Kitô và hộ thánh con. Hai con đã ưng thuận kết hôn với nhau. Chỉ giờ đây trước mặt Thiên Chúa và hộ thánh, hai con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận này. Lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh suốt cuộc đời.